Mai Thanh Tú ném lên cho Kim Messi. Trọng Thi dứt điểm. Wow, một cú sút rất mạnh của Trọng Thi. Chào anh em, nay mình lại có một trận banh tại sân K34 với lại mấy anh em trẻ Lê Minh FC. Thì có cả Kim Messi và một số cầu khác nữa, nhưng mà đa số vẫn là mấy em trẻ Lê Minh FC. Thì mình cùng điểm danh qua xem có những ai tham gia nha. Cũng lâu lắm rồi đội trẻ mới trở lại. Mình rủ đội trẻ đi đá chơi cho vui thôi, chứ đội trẻ Lê Minh FC lâu quá chưa tập. Cùng xem hôm nay có ai nha. Thủ môn Anh Tú. Đây Tấn Nghĩa. Hello. Cười tươi với vậy. Bá Tùng. Hải Phương. Chào mọi người. Ô, Lâm Trường. Kim Messi. Đây là coach đá chung với mấy gầu trẻ luôn. Coach đá chung với thầy trẻ luôn. Thường là làm coach đâu ạ. Rồi, đây có cả Bi đầu bếp. Có người kêu Bi đầu bếp giống Son Heung-min quá. Họ gọi là Bi Heung-min. Mọi người đang khởi động. Mà đối thủ bên kia thấy cũng đá cũng khá tốt á. Pha Kutoa cũng đang có mặt ở đây thay đồ rồi. Ở trên chân đội giày quý ca hôm bữa mình tặng. Phải giữ luôn. Trận đấu bắt đầu. Đội mình mặc đồ màu hồng, đội bạn mặc đồ màu xanh nha anh em. Trong tổ đấu này thì đội mình có thủ môn Mai Thanh Tú, Kim Messi, Lâm Trường, Hải Phương, Bá Tùng. Còn Trọng Thi dự bị sẽ vào đá sau. Ném bóng lên. Dứt điểm không qua được thủ môn Mai Thanh Tú. Tuấn Nghĩa. Lâm Trường. Hải Phương. Mất bóng rồi. Vẫn chưa có cú dứt điểm. Lòng vòng như Hải Phòng. Lâm Trường. Cú sút đi thiếu chính xác. Trọng Thi. Kim Messi. Đó mà không môn. Vừa rồi là một cú sút không trúng cú của Trọng Thi. Và ngay sau đó là màn trả đòn của cầu thủ áo xanh. Che chắn bóng rất tốt. Chân trái. Thủ môn Mai Thanh Tú đã phản xạ kịp thời. Xuất xa. Bóng đã tìm đến ngay góc A khung thành. Trước đó có vẻ như bóng đã chạm nhẹ vào chân của Tấn Nghĩa. Đội bạn vẫn đang kiểm soát bóng. Chính mũi. Lần này thì cú sút đã đi thiếu chính xác. Kim Messi. Dứt dọc biên cho Tấn Nghĩa. Trả về cho Trọng Thi. Rất chống trải. Dứt điểm. Cú sút chưa đủ hiểm để đánh bại thủ môn đội bạn. Trả biên cho thủ áo hồng. Trọng Thi bước một rất tốt. Chuyền ngang cho Tấn Nghĩa. Wow. Đã có bàn thắng mở tỷ số. Và người ghi bàn là Trọng Thi. Hậu vệ đội bạn đã không theo người trong tình huống vừa rồi. Hả Tùng. Chuyền bóng lên không thành công. Và bóng đang trong chân cao thủ áo xanh. Tiếp tục một cú sút góc hẹp và vẫn chưa đánh bại được thủ môn Mai Thanh Tú. Pha góc dành cho cao thủ đội bạn. Dứt điểm. Một cú sút rất mạnh và bóng tiếp tục nhìn thẳng vào góc A khung thành. Các cầu thủ áo xanh vẫn đang kiểm soát bóng.
Sút xa. Thêm một cú sút nữa nhưng vẫn không đánh bại được thủ môn Mai Thanh Tú. Một pha khống chế bóng không được tốt của cầu thủ áo xanh. Giờ là Hải Phương. Chuyền ngang. Chuyền Messi đã không theo kịp đường chuyền vừa rồi. Chuyền Messi. Một cú sút từ giữa sân. Chuyền Messi. Lâm Trường qua người rất hay nhưng sau đó đã để mất bóng rồi. Phản công ngược cho các thủ đội bạn. Rất chống chạy, không vào. Phạt góc cho các thủ áo hồng. Kim Messi qua người rất hay. Dứt điểm kỹ thuật. Wow. Pha ghi bàn rất kỹ thuật và ngẫu hứng của Kim Messi. Hậu vệ và thủ môn đội bạn đã đứng chôn chân trong tình huống vừa rồi. Lâm Trường. Hải Phương. Sút xa. Cú sút chìm rất mạnh nhưng bóng lại đi thiếu chính xác. Kim Messi. Lâm Trường. Giật gót rất hay. Một mình Bá Tùng với trước mặt là hai cầu thủ áo xanh. Dạ chưa chị, em đang đi gặp bạn bên ngoài đường rồi chị. Hải Phương. Mai, sáng mai được không? Chị hẹn em sáng dứt mai điểm. Mà. Không vào. Bóng đã đi chệch cột dọc trong gang tấc. Kim Messi. Mất bóng rồi. Nhưng sau đó Hải Phương đã quay về một block kịp thời. Một cú sút. Một pha bóng tương tự với pha bóng của Hải Phương trước đó. Tấn Nghĩa. Lúc này bị đầu bếp đã vào sân. Đường chuyền ngang không thành công của Tấn Nghĩa. Dứt điểm. Bóng đã nằm gọn trong tay thủ môn Mai Thanh Tú. Kim Messi. Bị đầu bếp. Trọng Thi. Kim Messi. Dịch dọc biên không thành công. Bóng vẫn nằm trong chân các cầu thủ áo hồng. Cú cứa lòng của Kim Messi. Trọng Thi. Kim Messi. Lại dịch dọc biên. Bố lê. Cú sút ngay của Trọng Thi. Tấn Nghĩa. Kim Messi. Dịch bóng lên cho Tấn Nghĩa. Một pha lớp bóng qua đầu thủ môn rất cảm giác của Tấn Nghĩa. 3-0 nghiêng về các thủ áo hồng. Rất hay. Bi đầu bếp nhìn rất giống Son Heung-min, đúng không anh em? Đường chuyền đã bị bắt bài. Qua người rất hay, 3-1. Trọng Thi, chuyền ngang. Wow! Bàn thắng thứ hai của Tấn Nghĩa trong trận đấu này. Lên bóng rất tốc độ. Cú sút khá hiền. Giờ là Kim Messi. Dứt điểm, không vào. Cú chích mũi của Kim Messi. Kakuta đã vào thay cho thủ môn Mai Thanh Tú. Có vẻ khá đơn độc. Vẫn còn, qua người rất hay. Wow. Cú dứt điểm rất tốt của cầu thủ áo xanh. Cú lớp bóng qua đầu không thành công.
chấm thi. Kim Messi chấm thi, xuyên góc hẹp. Wow, một cú ra chân rất nhanh của chấm thi. Thủ môn đã bị bất ngờ trong tình huống này. 5-1. Chuyền ngang, dứt điểm ngay, không qua được tay thủ môn Khoa Cu Tòa. Chấm thi, vật tường với bi đầu bếp. Kim Messi, Tấn Nghĩa. Kim Messi, Tấn Nghĩa quyết định đột phá. Không được rồi. Giờ là Kim Messi. Không vào. Pha dứt bóng khá hiền của chấm thi. Tiếp tục một cú sút nữa nhưng thiếu chính xác. Ném bóng lên, bóng đã nằm trong chân Tấn Nghĩa. Chấm thi một pha cà đè rất tốt. Chuyền ngang, không ai theo kịp. Nhấp nhả, nhấp nhả. Dứt điểm. Wow, một cú dứt điểm rất hiểm của các cầu thủ đội bạn. Tỷ số đã được rút ngắn xuống còn 2-5. Tấn Nghĩa mất bóng rồi. Phản công cho các thủ áo xanh. Rất lạch lẽo. Một cú sút rất mạnh nhưng không đánh bại được thủ môn Khoa Cu Tòa. Giờ là Tấn Nghĩa. Kim Messi dứt điểm. Cú sút khá hiền. Bóng đã trúng ngay cột dọc. Một cú chích mũi của các thủ đội bạn. Một pha phối hợp không thành công. Tấn Nghĩa vừa có pha bật tường với lại Lâm Trường. Làm gì đây? Cú sút đi ra ngoài của Tấn Nghĩa. Hải Phương, Phá Tùng, Lâm Trường qua người rất hay. Một pha đánh gót rất điệu nghệ. Và sau đó là một cú dứt điểm khá hiền. Chích mũi. Cú chích mũi của Lâm Trường đi đúng vào vị trí của thủ môn. Một pha qua người rất hay. Dứt điểm. Cú sút vừa rồi không đánh bại được thủ môn Khoa Cu Tòa. Lập banh. Không được rồi. Phản công cho thủ áo xanh. Không vào. Khoa Cu Tòa đã kịp thời ra khép góc. Di chuyển rất nhanh, đối diện Khoa Cu Tòa. Wow, một pha di chuyển phối hợp rất tốt của thủ đội bạn. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 3-5. Nhét bóng lên, tì đè rất tốt. Rất khó lấy được bóng của cầu thủ số 12. Nhấp bóng lên, chuyền ngang. Wow, liên tiếp hai bàn thắng của các thủ đội bạn. Một bàn thắng rất dễ dàng. Cách biệt lúc này đã được rút ngắn xuống còn một bàn. Trọng Thi đang đứng đá phạt góc. Dứt điểm kỹ thuật. Không vào. Chích mũi. Không vào. Chích mũi không đánh bại được thủ môn Khoa Cu Tòa. Phạt góc cho thủ áo xanh. Làm gì đây? Wow,
bóng đã chạm chân của Tấn Nghĩa lăn thẳng vào lưới. Cách biệt lúc này đã được san bằng, nắm đều, rất hay, rất hấp dẫn và kịch tính. Đội bạn đã cho thấy một tinh thần thi đấu rất tuyệt vời. Một cú sút đưa bóng đi lên rất cao. Mai Thanh Tú ném lên cho Kim Messi. Trọng Thi dứt điểm. Wow, một cú sút rất mạnh của Trọng Thi. Thủ môn đã không kịp phản xạ trước cú sút vừa rồi. 6-5. Nhấc bóng lên, tỷ đe rất tốt. Wow, một cú dứt mũi của số 12 đội bạn. Thủ môn Mai Anh Tú đã bị đánh bại trong tình huống vừa rồi. Tỷ số bây giờ là 6-6. Trọng Thi dứt điểm trúng ngay cột dọc. Cú sút rất mạnh của Trọng Thi. Mất bóng rồi, phản công cho thủ áo hồng. Trọng Thi có nghĩa chuyển giao cho Kim Messi. Cú dứt điểm trúng vào chân cao thủ áo xanh. Vẫn còn là Kim Messi. Wow, cú sút đầu tiên của Kim Messi đã bị cản phá, nhưng bóng dội ra đúng ngay vị trí của bi đầu bếp và một đường chuyền về dọn cổ cho Tấn Nghĩa ghi bàn. Tỷ số đã được nâng lên thành 7-6. Thủ môn Mai Thanh Tú rất kỹ thuật. Trọng Thi, Tấn Nghĩa chuyền ngang chân. Wow, không có cú chuyền ngang của Tấn Nghĩa mà thay vào đó là một cú dứt điểm. Thủ môn đã bắt bài sai hướng trong tình huống vừa rồi. Đứng chống nạnh luôn rồi. Step over không qua được Trọng Thi. Bị đầu bếp Kim Messi. Pha đá gót rất nhiều nghệ của Kim Messi. Dứt điểm cú sút của bi đầu bếp. Phạt góc cho các cầu thủ áo hồng. Kim Messi và người rất hay. Đường chuyền ngang cho bi đầu bếp đã bị bắt vai. Cú dứt điểm không đánh bại được Mai Thanh Tú. Vẫn còn chuyền ngang. Wow, và đã có một bàn rút ngắn nữa. Cách biệt lúc này đã được rút ngắn xuống còn một bàn. Qua người rất hay của Tấn Nghĩa, cú dứt điểm đi trúng vị trí của thủ môn. Bi đầu bếp Kim Messi. Bi đầu bếp trả về cho Tấn Nghĩa. Dứt điểm, cú dứt điểm cuối cùng lại đi thiếu chính xác. Hết giờ. Cách biệt một bàn nghiêng về phía đội của Trọng Thi và các đồng đội. Một trận thi đấu rất hay với màn rượt đuổi tỷ số rất ngoạn mục. Quả bóng được sử dụng trong trận thi đấu này đó là quả bóng Rainsport. Đây. Với công nghệ Hybrid Technology size 3.7 nha. Nó sẽ nhỏ hơn size 4 bình thường tí xíu. Dễ ghi bàn hơn. Nhỏ hơn mà. Đây. Quả bóng rất là đẹp. Mình đá xong giờ nó cũ luôn rồi. Nếu anh em nào muốn mua quả bóng như thế này thì có thể xem dưới phần mô tả. Hoặc inbox fanpage của mình. Mình có thể lấy về bán cho anh em. Những bàn thắng hôm nay sút mạnh, căng, ghi bàn được là nhờ đá quả bóng tốt như thế này đấy. Rồi, như thường lệ, nếu em thấy hay thì like và đừng quên đăng ký kênh để đón chờ các video clip trong thời gian sắp tới. Mình là Phạm Kim Thi. Xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.